Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay khối khí lạnh tiếp tục suy yếu và biến tính dần, nhường chỗ cho vùng áp thấp phía Tây phát triển hơn về phía Đông, nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ còn xảy ra mưa phùn và sương mù dày trong buổi sớm, gây cản trở nhiều đến quá trình lưu thông. Tuy nhiên, đến trưa chiều, trời đôi lúc hửng nắng, mưa giảm và nền nhiệt có xu hướng tăng. Cao nhất từ vùng núi xuống đến đồng bằng phổ biến vào khoảng 22 đến 25 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, do rãnh gió Tây trên cao lướt nhanh sang phía Đông nên mưa giảm nhanh. Trưa chiều trời có nắng và nhiệt độ tăng lên mức 25 đến 27 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La chạm ngưỡng từ 28 đến 30 độ. Khối không khí lạnh suy giảm nên mưa cũng giảm nhanh và thu hẹp ở các tỉnh miền Trung phía Bắc đèo Hải Vân. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chỉ xuất hiện mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế sáng sớm chỉ có mưa nhỏ vài nơi, ban ngày trời nắng. Phía Nam đèo Hải Vân từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận sẽ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất buổi trưa ở vào khoảng 28 đến 31 độ và thấp nhất vào đêm nay hạ xuống 23 đến 25 độ. Các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ổn định, hầu như không mưa và có nắng nhiều trong ngày. Riêng khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm nay sẽ nhiều mây hơn và có mưa rào xảy ra ở vài nơi, nhất là tại vùng ven biển. Còn ban ngày trời vẫn có nắng, nền nhiệt cao nhất có xu hướng giảm nhẹ hơn 24 giờ trước khoảng 1 độ. Nắng nóng vẫn xuất hiện cục bộ ở một vài nơi thuộc miền Đông, nhưng mức nhiệt cao nhất cũng chỉ chạm ngưỡng 35 độ. Trong khi miền Tây, nhiệt độ cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng từ 30 đến 33 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong xu thế chung của các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ nên thời tiết tại thủ đô Hà Nội về đêm và sáng sớm vẫn còn tiếp diễn tình trạng nhiều mây, mưa phùn và sương mù khiến đường xá ẩm ướt, gây ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người dân. Đến trưa chiều, trời có lúc hửng nắng yếu, thời tiết trở nên tạnh ráo hơn, nên nhiệt dự báo sẽ tăng lên và dao động quanh ngưỡng 23 đến 24 độ, về đêm giảm dần xuống 19 đến 20 độ. Nhìn chung nhiệt độ ban đêm cũng có phần tăng hơn so với 24 giờ trước, nên trời chỉ còn hơi lạnh. Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội tiếp tục tăng thêm, hiện tượng mưa phùn giảm, trời bớt ẩm ướt hơn. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng, với vị trí tiếp giáp biển nên lượng ẩm cung cấp cho khu vực cũng sẽ nhiều hơn. Tình trạng mưa phùn và sương mù dày có khả năng kéo dài và tập trung trong khoảng trước 9 giờ sáng và sau 17 giờ chiều, ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông cũng như việc hong phơi đồ đạc của người dân. Ban ngày, khả năng thành phố Hải Phòng sẽ hửng nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất không vượt quá 24 độ. Chiều tối trời chuyển nhiều mây hơn, nền nhiệt thấp nhất đêm nay dao động trong khoảng từ 19 đến 20 độ. Không ẩm ướt như các tỉnh miền Bắc, cũng không quá nóng khô như các tỉnh miền Nam, rải đất Trung Trung Bộ, trong đó có thành phố Đà Nẵng sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong ngày hôm nay. Tiết trời hơi se lạnh vào buổi sáng sớm, sau đó thì đến trưa chiều nhiệt độ tăng dần lên mức 28 độ. Thời tiết thành phố duy trì trạng thái mây thay đổi, trời hầu như là không mưa, ban ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ và độ ẩm trong không khí đều ở mức vừa phải, tạo cảm giác dễ chịu cho người dân và cả du khách khi đến với Đà Nẵng. Thời tiết thành phố biển Nha Trang trong hôm nay cũng có nét tương đồng với Đà Nẵng. Trời cũng phổ biến trạng thái mây thay đổi, hầu như là không mưa, trưa chiều có nắng, nhưng cường độ nắng không quá gắt. Mức nhiệt cao nhất lúc trưa sẽ vào khoảng từ 29 đến 30 độ, về đêm giảm xuống mức thấp nhất là 23 đến 24 độ. Nhìn chung thời tiết tại thành phố Nha Trang ổn định, khá lý tưởng cho các hoạt động giao thông, hàng không và du lịch. Dừng chân tại thành phố mang tên Bác, hôm nay thời tiết vẫn phổ biến ít mưa và có nắng. Tuy nhiên, cường độ nắng có biểu hiện giảm nhẹ hơn so với những ngày trước đó. Nhiệt độ sáng nay xấp xỉ là 25 độ, từ 10 giờ cho đến 16 giờ chiều sẽ tăng lên ngưỡng từ 30 đến 34 độ. Từ chiều tối cho đến đêm, nhiệt độ lại giảm dần và thấp nhất còn vào khoảng 24 độ. Dự báo đêm nay đến sáng mai, mưa rào sẽ xuất hiện vài nơi trên khu vực thành phố. Thời tiết tại thành phố miền Tây Cần Thơ khá ôn hòa với mây thay đổi và nắng gián đoạn. Sáng nay, nhiệt độ chỉ ở vào khoảng 25 đến 26 độ, trời dịu mát. Đến trưa chiều, nhiệt độ sẽ tăng hơn nhưng cũng chỉ đến mức 30 đến 32 độ, cùng độ ẩm không khí dao động từ 60 cho đến 87%. Nằm trong xu thế chung của các tỉnh Nam Bộ nên đêm nay và ngày mai, thành phố sẽ nhiều mây hơn và có mưa rào xuất hiện nhưng chỉ ở vài nơi và sớm chấm dứt nhanh từ ngày thứ Sáu cuối tuần. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.